Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, toàn tỉnh kết nạp được trên 3.100 đảng viên. Tuy nhiên, so với mục tiêu của nghị quyết là mỗi năm kết nạp thêm 1.600 đảng viên thì chỉ tiêu này có nguy cơ khó đạt được. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chỉ thị số 49 về tăng cường công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2023-2025. Theo đó, chỉ thị yêu cầu tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị phải đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên. Cụ thể, từ nay đến năm 2025 phải tăng tốc phát triển mỗi năm trên 2.100 đảng viên. Năm nguồn chính để kết nạp đảng viên được xác định tập trung vào nguồn quần chúng khu vực nông thôn, trong các đơn vị kinh tế tư nhân, học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Trong đó, phấn đấu 100% học sinh lớp 11, lớp 12, sinh viên có kết quả học tập loại giỏi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, năng nổ tham gia các hoạt động phong trào, sẽ được bồi dưỡng nhận thức về đảng và lựa chọn để xem xét kết nạp, tăng cường vận động thuyết phục chủ đơn vị kinh tế tư nhân vào đảng. Hiện tổng dư nợ chương trình tín dụng thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đạt gần 230 tỷ đồng với trên 4.100 hộ. Chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo được giải ngân nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi, phát huy hiệu quả trong cuộc sống, góp phần an sinh xã hội. Cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua tổ chức hội đoàn thể. Mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từng thời kỳ. Hiện nay, mức cho vay tối đa 100 triệu đồng một hộ, hiện tại lãi suất là 7,92% năm. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi lít xăng giữ nguyên giá bán, trong khi dầu diesel và dầu hỏa trừ dầu ma rút tăng 370 tới 410 đồng từ 15 giờ chiều nay. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá các loại xăng vẫn giữ nguyên giá bán như đầu tháng 9. Tương tự, dầu hỏa và ma rút cũng giữ ổn định giá bán. Riêng dầu diesel tăng từ 370 đến 410 đồng một lít lên 23.050 đồng một lít. Như vậy, giá xăng bán lẻ trong nước đứt mạch tăng lần thứ 7 liên tiếp trong 2 tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bãi bỏ tiêu chuẩn có bằng trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên đối với các chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc sở ban ngành. Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ tiêu chuẩn có bằng trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên đối với các chức danh sau: trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc sở ban ngành, phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị trực thuộc sở ban ngành, cấp trưởng tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chức danh cấp phó tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, các chức danh trên vẫn đòi hỏi tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật, trình độ như có năng lực chuyên môn nghiệp vụ trình độ cao, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên như trước. Để xây dựng cảng Cần Giờ cần sử dụng khoảng 90 ha đất rừng phòng hộ ven biển, trong đó có gần 83 ha là rừng ngập mặn tự nhiên, 7 ha không có cây rừng. Theo hồ sơ đề xuất, cảng Cần Giờ có tổng nhu cầu sử dụng đất là 571 ha. Ngoài đất rừng phòng hộ ven biển, diện tích mặt nước mà dự án sẽ sử dụng là hơn 481 ha. Về pháp lý, toàn bộ khu vực đất rừng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ. Diện tích còn lại do nhà nước quản lý. Dự án sẽ thu hút vốn đầu tư lớn từ doanh nghiệp để xây dựng hạ tầng cảng biển hiện đại. Khoảng 6.000 đến 8.000 lao động sẽ được tạo việc làm tại cảng. Hàng chục nghìn lao động sẽ phục vụ các ngành dịch vụ hậu cần, trung tâm logistics và thu phí thuế quan. Từ đầu tháng 8 đến nay, Bệnh viện Mắt Hưng Yên đã tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhân đến khám và điều trị viêm kết mạc, hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ. Các bác sĩ cho biết, dịch bệnh đau mắt đỏ năm nay diễn biến khá phức tạp và có nhiều trường hợp bị biến chứng. Hiện trung bình mỗi ngày, khoa khám bệnh cấp cứu cận lâm sàng của bệnh viện tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân đến khám, trong đó số người bị đau mắt đỏ chiếm khoảng 1/3. Các bác sĩ cho biết, thông thường bệnh đau mắt đỏ lây lan mạnh vào mùa xuân hè, nhưng năm nay bệnh kéo dài hơn mọi năm, lây lan mạnh và có tới 50% số trường hợp biến chứng vào giác mạc.
Nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ năm nay chủ yếu là do virus adeno. Đây là bệnh lành tính nhưng dễ lây, chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của mắt, mũi, miệng thông qua sử dụng chung đồ cá nhân với người bệnh, qua khăn rửa mặt, quần áo, nước trong bể bơi, qua tay người bệnh với người chưa mắc bệnh, dụi tay vào mắt. Nhiều người đến viện khám muộn hoặc tự ý dùng thuốc sai cách khiến quá trình điều trị kéo dài và phức tạp hơn. Tối qua, ngày 10 tháng 9, lực lượng cảnh sát đường thủy, thủy đoàn 1 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã bắt giữ 4 phương tiện bơm hút cát trái phép trên vùng biển cách cửa sông Văn Úc và đảo Hòn Giáo, thành phố Hải Phòng khoảng 10 hải lý. Khối lượng cát trái phép mà các phương tiện đã bơm hút gần 800 mét khối. Theo đó, tổ công tác kiểm tra bắt giữ 4 phương tiện thủy nội địa, loại tàu hút rùa, trọng tải lớn, đang thực hiện hành vi khai thác cát từ dưới đáy biển lên các khoang chứa của phương tiện. Các phương tiện được sử dụng hút cát trái phép là tàu HB47/9, trọng tải 1.790 tấn, tổng công suất máy 670 cv. Trong đó, có 3 chủ thuyền quê tại Hải Dương và 1 chủ thuyền quê huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thuyền trưởng và quản lý tàu đều khai nhận họ là những người làm thuê cho chủ tàu. Việc tổ chức khai thác cát là do người của một công ty ở Hải Phòng đứng ra điều hành khai thác tại các mỏ được cấp phép. Tuy nhiên, các thuyền viên đều không xác định được vị trí của các mỏ được cấp phép, thời gian vị trí khai thác do người đó điều hành. Giới truyền thông Mỹ cho hay, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận trong việc trao đổi tù nhân. Theo đó, 5 tù nhân Iran tại Mỹ và 5 tù nhân Mỹ tại Iran sẽ được hai bên trao đổi. Việc trao đổi tù nhân sẽ đánh dấu khoảnh khắc hợp tác hiếm hoi giữa hai đối thủ vẫn còn nhiều mâu thuẫn về các vấn đề, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran và sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng vịnh. Theo thỏa thuận, tù nhân của cả hai bên sẽ quá cảnh qua Qatar. Các nguồn tin cho biết, phần khó khăn nhất của cuộc đàm phán là tìm ra cách minh bạch hóa việc chuyển tiền và tôn trọng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran. Ý tưởng là Qatar sẽ đảm bảo Iran không chi tiền mặt cho các mặt hàng bị trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington cũng sẽ có quyền giám sát hoạt động này. Đảng cầm của Mexico vừa qua giới thiệu một nữ ứng viên đại diện đảng trong cuộc tổng tuyển cử 2024. Ứng viên này sẽ đối đầu với một nữ thượng nghị sĩ khác trong cuộc đua tìm ra nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia Bắc Mỹ. Theo đó, bà Claudia Sheinbaum được xác nhận là ứng cử viên của đảng cầm quyền trong cuộc bỏ phiếu năm tới. Còn thượng nghị sĩ Xochitl Galvez là ứng cử viên đối lập chính. Những cải cách nhằm tăng quyền lực chính trị cho phụ nữ đã được thúc đẩy trong những năm gần đây, cũng như những tiến bộ toàn cầu về quyền của phụ nữ. Các cuộc thăm dò cho thấy, phần lớn công chúng sẵn sàng đón nhận một nữ tổng thống. Núi Fuji ở Nhật Bản đang đứng trước tình trạng quá tải du lịch. Chính quyền các địa phương của Nhật Bản đang có kế hoạch đề ra giải pháp đánh thuế du khách để hạn chế lưu lượng người qua lại. Với hàng triệu du khách đổ tới mỗi năm, cùng nhiều phương tiện phục vụ du khách và hàng loạt các cửa hàng bán đồ ăn đều lưu niệm, núi Phú Sĩ của Nhật Bản gần đây đã bị ô nhiễm nặng. Chính quyền hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi đang thúc đẩy ý tưởng xây dựng hệ thống xe điện và đánh thuế du khách để bảo vệ địa danh này. Để bảo vệ địa danh này, Nhật Bản sẽ phải giảm thiểu tác hại đến môi trường do du khách gây ra, giảm bớt các lối mòn và chân núi, áp dụng các biện pháp kiểm soát đám đông nếu đường leo núi quá tải. Một cuộc đua xe độc đáo đã diễn ra tại Amman, Jordan. Các tay đua đã thể hiện tài năng của mình khi lái những chiếc xe tự chế không có động cơ. Tổng cộng đã có 39 đội tham gia vào cuộc đua. Các tay đua người Jordan đã khéo léo điều khiển chiếc xe tự chế không có động cơ. Từ việc lên ý tưởng cho đến thiết kế, hoàn thành sản phẩm xe đã được các tay đua đầu tư nhiều công sức và tâm huyết. Những người tham gia nổi bật nhờ trang phục độc đáo và những chiếc xe sáng tạo với một số thiết bị xe thú vị nhất, bao gồm bánh mì, bình nước, tàu vũ trụ và giường. Những chiếc xe không có động cơ lao xuống đường dốc, hoàn toàn dựa vào trọng lực, trong khi các tay đua cố gắng vượt qua đường đua đầy khúc cua và rào cản nhân tạo càng nhanh càng tốt để chứng tỏ được kỹ năng của mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.